Đảm bây rung châm này chúng mô rõ thả phí bào công bố chìa khả nông ca cạp bản thói phép gây gọi rõ bỏ bởi chìa bố rõt nơi tám đâm bọn trôn bọt ông ca bình lộc này kết đấy sân khẩm Phu Mô Sa, bà nôm dọc ông nói, ru miên, mông, hùi, mì, nâng ông có từ chai chún đo bởi chìa bố rõ gây gọi chùm nôn bí rõi cửu xa nơi khả nông sắc ông có thùng khai xìm riệp Lúc William T. Sain, đâm nàng ôi ông ca bình lộc này kết đấy sân khẩm Phu Mô Sa, bà nơi đơn tiệt hạ Cả trách âm nói chung đó bởi chìa bộ rốt nơi ngày ní cư nơi khăn ông cô bẩm nông rùm châm này rùm lệ tốc lũng bạ rồi bỏ bởi chìa bộ rốt mưa rời dạ Hai cả bị cả trách sẽ biến à hà ní cư ông ca bình lọc nơi cái đấy sân khâm Phu Mô Sa có bàn cho tờ bằng riêng bởi chìa bộ rốt ông bì bà trách kể tế đâm đọc bần lại bằng ca chìa bì xe cư ca bần đọc sật đâm bây ở bởi chìa bộ rốt miên mục rồi bỏ bởi cọt mùi Xâm rạp nâng lực xuôi chi bụp hiệp cửa xa, kéo bì mô cửa bò thua xe rai châm ca. Lúc lông rõ thả rẻ áp bì bà sắc ông cổ thông, bà miên bà xa thay em nọ con châm bùa ông ca bình lộc này kết đây sân khâm ở Phu Mô Sa. Đại bà nâng chui đào bà chìa bộ rọt gây cổ khả nạ đại bụ quát, công bông chụp ca khắc hạt khlang. Hãy sự biên ngài hạ tiếng ní, bất chìa nâng thua bà chìa bộ rọt rùi phót bì ca lùm bà. Bà mưu rẻ phong đài Lúc có bán sản ở ông ca chui đọc bởi chìa bộ rốt nơi đồng bóng xìm xìm tiết chi bí xếp nay bà chạy kể tế đám đâu đồng bầy thua rằng nà ôi chi bộ phép rồi bỏ bởi chìa bộ rốt căn tay mình phép lò bà xa lăng.